Rồi ok, xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Hẳn dạo gần đây thì anh em có nghe danh đến cái tựa game CSGO Mobile do Thái Lan phát hành. Và ngày hôm nay, không phải là ngày hôm nay mà là đêm ngày hôm qua, mình có theo dõi cái fanpage của cái tựa game này bản Thái Lan em nhá. Thì mình thấy là thay đổi toàn bộ cái giao diện của fanpage, phải nói là đóng cửa fanpage, thay cái avatar cũng như là cái bài viết ở trên cái fanpage này đều đã bị xóa hết đi rồi. Động thái này cho chúng ta thấy rằng game nhái vẫn là game nhái thôi. Game nhái vẫn phải chết khi mà những cái game chính họ kiện cáo em ạ. Và đối với cái tựa game này thì cũng không ngoại lệ. Gameplay của cái con game này nó rất là giống với cái phiên bản CSGO ở trên PC. Ngày hôm nay thì chính thức đã đóng cửa fanpage, đóng cửa website, đóng cửa Discord, cũng như là cái tựa game này ở trên set play thì cũng đã thay đổi tên họ này, đã thay đổi hình ảnh này, và không có bất cứ những cái thứ gì liên quan đến CSGO PC nữa anh em nhá. Trước mặt anh em đây chính là fanpage của CSGO Mobile bản Thái Lan anh em ơi. Mọi thứ từ avatar này, ảnh bìa ở đây thì nó vẫn còn nhưng mà nó không có cái gì dính dáng đến CSGO nữa anh em ạ. Ở trong cái album ảnh thì vẫn còn cái hình ảnh của CSGO Mobile nhưng mà nó cũng không còn cái gì nữa rồi anh em ạ. Chính thức đóng cửa cái fanpage này. Mọi bài viết ở trên fanpage thì cũng đã bị xóa đi, không còn bóng dáng gì nữa. Ngoài ra ở trên set play, tựa game này cũng đã thay đổi tên họ này, từ tên của game cho đến avatar của game cho đến những cái hình ảnh in game ở đây cũng đã bị thay đổi. Dù cho là anh em có fake IP sang Thái Lan hay là Trung Quốc để mà tải cái tựa game này thì chúng ta mở lên vẫn không thể nào chơi được do server của nó đã đóng cửa rồi anh em nhé. Website của nó thì mình cũng trước đó thì mình cũng đã biết nhưng mà hiện tại thì bây giờ cũng không tìm được nữa rồi, không tìm thấy đâu. Và cái Discord của nó thì cũng đã đóng hết rồi anh em ạ. Khoảng một năm trước thì cái tựa game Rainbow Six ấy, do Ubisoft phát hành ở trên PC thì cũng đã bị một cái hãng game ở bên Trung Quốc phát triển và phát hành. Sau đó một thời gian thì cũng đã bị đóng cửa em nhá, do vấn đề về kiện cáo, do vấn đề về ăn cắp bản quyền, ăn cắp hình ảnh game. Và đến cái tựa game này thì cũng sẽ thế. Thực sự là rất là mong là sớm sẽ có một cái phiên bản chính gốc của CSGO trên mobile để mà cho anh em có thể là trải nghiệm cái tựa game này. Ở trên PC của nó thì đã rất là hot rồi. Và trên mobile nếu mà ra mắt thì nó sẽ cực kỳ hot hơn nữa. Mình đã hóng chờ cái tựa game này bản Thái Lan khá là nhiều nhưng mà không ngờ nó lại bị đóng cửa. Mình cũng đã tải cái file APK và OBB về cài đặt trên máy điện thoại của mình rồi. Nhưng mà mở lên thì chúng ta vẫn không thể nào chơi được cái tựa game này. Nếu mà ổn thỏa ra ấy, thì nhà phát hành tựa game CSGO ở trên PC sẽ lấy lại cái tựa game này để mà phát triển thành một cái phiên bản mobile hoàn chỉnh chính gốc thì nó tuyệt vời quá. Nhưng mà không biết là thế nào nữa anh em ạ. Hẳn là nhiều anh em đam mê cái tựa game CSGO ở trên PC thì không còn lạ lẫm gì về cái tựa game Critical Fall. Cái con game có cái cách chơi cũng như là cái đồ họa khá là giống với cái phiên bản ở trên PC, CSGO ở trên PC nhá. Nhưng mà cái tựa game đó thì hiện tại vẫn còn mở server rất là ok và vẫn còn đang xuất hiện ở trên internet rất là nhiều. Rồi, ok, và đó là toàn bộ cái thông tin trong video ngày hôm nay. Gửi đến cho anh em thông tin về cái phiên bản CSGO Mobile của Thái Lan làm gần đây đã chính thức có cái động thái đóng cửa ở trên fanpage, đóng cửa trên cửa hàng Google Play cũng như là Discord. Mọi thứ thuộc về cái vấn đề đó là ăn cắp bản quyền em nhá. Sau khi mà anh em biết được cái thông tin này thì có suy nghĩ gì? Với cái phiên bản này thì cái đóng cửa nó có đáng hay không thì hãy comment phía dưới giúp mình. Còn bây giờ thì anh em hãy cùng mình trải nghiệm hết vào bộ cái gameplay của cái con game CSGO Mobile phiên bản Thái Lan này để mà anh em có cái nhìn toàn cảnh nhất về cái phiên bản nhái CSGO ở trên PC. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em vào các cái video tiếp theo. Bye bye. Offensive team win. Move it, move it.
Offensive team win. Form up. Let's go. This is what you're trained for.